Hey, chào mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Mà người ta nói hồng nhan là bạc mệnh hay sao á. Tự nhiên nó bị vàng lá hết trơn các bạn. Mình không có làm gì hết trơn, tôi thề luôn, tôi không có làm gì hết trơn. Giờ nó bị vàng, te tua hết trơn.